siêu mẫu thanh hàng tâm sự trong ngày đón tuổi 38, sinh nhật năm nay quả thật khó phai. Ở yên trong nhà cùng niềm vui với chính mình. Thay vì trước đây sẽ tặng cho mình những món quà yêu thích thì mình đã dùng số tiền này gửi tặng đến các nơi đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Sẽ chia trở thành món quà vô giá. Tình huống đặc biệt, nhưng cũng không ngăn tình cảm của mọi người dành cho, cùng vô vàng lời chúc mừng chưa kịp phản hồi hết. Vẫn hoa, vẫn quà, vẫn bánh lúc này quả là tâm sức, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Mình cũng đã thổi ngọn đến mừng tuổi và cầu mong cho bản thân cùng mọi người bình an bước qua giai đoạn choáng váng này. Rồi mọi thứ sẽ bình ổn và tốt hơn xưa. Hơn 20 năm có lẽ. Dành cả tuổi trẻ diễn xuất cùng nhau, nghệ sĩ Vân Dung nói về tình bạn với Quang Thắng. MC Nguyên Khang tham gia bếp ăn từ thiện, suối mát từ tâm, cùng mọi người nấu cơm tặng những bệnh nhân ở khu cách ly, y bác sĩ và bà con nghèo. MC Cát tường và Quốc Thuận trong trong hành trình đi làm từ thiện giúp đỡ hàng chục hộ dân ở củ Chi, quận 12 và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Hứa Minh đặt hài hước hỏi ý kiến bạn bè. Ở nhà mấy nay ai cũng có phong trào được vợ cắt tóc cho. Vợ mình cũng nói với mình anh đưa đầu đây em cắt cho. Mình hoang mang quá các bạn a, à, vợ mình nói vậy không biết cô ấy sẽ cắt tóc hay cắt đầu mình đây. Cô Xuyến, Hoàng Yến tự hào vì có cô con gái giỏi an ủi mẹ diễn viên Minh Luân hào hứng thu hoạch măng. Lệ Quyên đăng ảnh diện với ông Body khoe đường công cơ thể và tuyên bố sẵn sàng bờ lóc những khán giả xấu tính trên Facebook cá nhân của cô. Cẩm đang nhí nhảnh pose hình trước khi tập diêm. Cao Thái Sơn Thang, da đổi màu sau chuyến đi biển Hawaii. Người mẫu hồng quế tiết lộ được con gái, cho phép lấy chồng. Hà Mi